Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kiều Lân Nguyễn Cuộc Sống ở Romania. Hôm nay Lân sẽ làm một món ăn vặt để review cho cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm món con đốt kiểu Hàn Quốc. Thì nguyên liệu để làm con đốt kiểu Hàn Quốc thì mình cần có bột mì, ly một ly nước ấm, 3 muỗng đường, xúc xích, phô mai, một gói men nở, một quả trứng gà và bắp xí khô, khoai tây, cắt hạt lựu. Bắt tay vô làm thôi cả nhà ơi. Trước tiên là mình sẽ cho một cái men nở này vào trong một cái ly. Sau đó mình sẽ cho nước ấm vào để khoảng 2-3 phút. Bước thứ hai mình sẽ cho bột mì vào trong một cái tô. Sau khi cho bột mì vào tô thì mình sẽ cho 2 muỗng đường. Và một xíu muối. Sau đó mình trộn đều. Mình sẽ cho men nở vào. Bây giờ mình sẽ cho nước ấm vào. Mình sẽ nhồi từ từ. Mình nhồi nó hơi nhão nhão một tí xíu thì một hồi cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn nha cả nhà, đừng có nhồi bột khô quá. Mình sẽ cho thêm một tí xíu nước vô nữa. Sau khi nhồi bột xong thì mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vào và mình sẽ nhồi thêm 3 phút nữa. Sau khi nhồi bột xong thì mình sẽ chùm lên một cái khăn và đi ủ bánh. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt cái phô mai này ra. Mình nên chọn cái phô mai để làm pizza thì lại cái hot dog của mình nó sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ đây là cái bắp sấy mình sẽ cho vào cái tô, sau đó mình sẽ băm cho nó nhuyễn. Cả nhà ơi, bây giờ cái phần bột của mình nè nó đã nở rồi, bây giờ mình sẽ cuộn lại với lại phô mai nha. Mommy, mommy, una mascavo. Mình tráng cho nó mỏng ra thì mình quấn lại một hồi mình chiên lên ăn mới ngon nghe, chứ mà cái bột của nó dày quá ăn ngán lắm cả nhà ơi.
Mình cũng có thể làm theo cái cách này nữa nè. Cái bột của nó nhão nhão á, mình lăn qua khoai tây thì nó mới dính nha cả nhà. Chứ cái bột khô quá lăn qua khoai tây nó không có dính. Mình cho một cái trứng. Cho thêm một chút xíu muối vô, một chút xíu hạt nêm nữa, đánh đều lên. Bây giờ thì mình sẽ lăn nha. Đây là cái mình lăn qua như thế này. Sau đó mình sẽ lăn qua bên bột xù. Mình cho lên một cái chảo và mình cho dầu vô. Mình cho hơi nhiều dầu một tí xíu nha cả nhà. Chiên cái con đó thì mình chiên hơi nhiều dầu một tí xíu. Hot dog của mình xong rồi nè cả nhà, nhìn thấy có hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Bây giờ mình ăn thử nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì hot dog của mình làm xong rồi đây nè. Bây giờ để Loan thưởng thức nha. Loan thử coi như thế nào nha cả nhà. Cái vỏ ở ngoài thì nó giòn nhưng mà ở trong thì nó mềm, nhưng mà chưa có tới cái ruột ở trong, chưa tới cái nhân. Rất là vừa ăn và rất là ngon nha cả nhà. Cái này là nhân phô mai. Phô mai ở trong á rất là thơm,
mà ở ngoài cái vỏ ngoài thì nó lại mềm mà nó lại xốp, ăn chung với lại tương ớt nữa cay cay ngon dữ lắm nha cả nhà. Cái vỏ ngoài cực mỏng luôn á. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Loan nha. Video của Loan ở đây là hết rồi. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Nếu cả nhà thích cái video của Loan thì hãy nhấn like và chia sẻ cho Loan nha. Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt.